Dạ con chính kia xin kính chào bác ạ. Dạ thưa bác, hôm nay con được đại diện của cái Thiền Tông Thích Minh Ninh ngoài Hà Nội đến đây để hỏi bác một số câu hỏi. Kính mong bác giải đáp cho chúng con được rõ ạ. Rồi câu hỏi gì? Dạ con xin hỏi câu thứ nhất. Thưa bác, hơn 60 năm âm thầm thực hiện cái sứ mệnh phổ biến pháp môn đạo Phật khoa học thìa vật lý Thiền Tông, bác có được ai hoặc tổ chức nào để hỗ trợ cho bác, và bác có dựa trên cơ sở nào để phổ biến pháp môn này không ạ? Nếu mà tổ chức thì không có tổ chức, mà đây là cái chùa Thiền Tông Tân Diệu có cái bổn phận phải phổ biến pháp môn Thiền Tông này ra thôi. Còn cơ sở là dựa trên luật pháp nhà nước cho tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, dựa lên cơ sở này mới phổ biến được. Nếu không có luật số 2 tự do tín ngưỡng quốc hội thì hoàn toàn không phổ biến pháp môn này được. Có nghĩa là bác dựa trên luật pháp và hiến pháp của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phổ biến pháp môn thứ 6 của đạo Phật này ra. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin hỏi câu tiếp theo ạ. Thưa bác, bác dạy người nào có trong tay quyển giáo lý đạo Phật khoa học Thiền Tâm Việt Nam thì là đã người toàn giác nhưng mà chưa toàn năng. Vậy con xin hỏi bác có phương pháp nào để trở thành người toàn năng toàn giác trong cái đời này, trong cuộc đời này không ạ? Chứ toàn năng toàn giác là chỉ cho một vị Phật. Chừng nào mà con thành Phật thì con toàn năng toàn giác. Còn nếu mà con là con người học được giáo lý thì con người toàn giác. Giáo lý đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam, đọc nhưng mà đọc cho hiểu nha thì mới toàn giác. Còn đọc mà không hiểu thì cũng không toàn giác được, thấy không? Xác nhận với con toàn năng phải là một vị Phật chỉ tốt nghiệp ở trên trường cao cấp Phật học gì ở trên đội xuất á, con lên trển con học rồi con xuống đây rồi có kèm theo quyển giáo lý thì con mới toàn năng toàn giác được. Còn này con ở đây con chỉ học ở thế gian này thì mai mốt cao lắm là con có cái những giáo lý đạo Phật khoa học thì con sẽ người là toàn giác, thấy không? Thua ông kia phần nữa. Còn lên trển tu nghiệp ở trển thì mới xuống thành toàn năng được. Có lên trển chưa? Nếu chưa thôi ở đây chịu toàn giác thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin cảm ơn bác ạ. Dạ con xin hỏi câu tiếp theo ạ. Thưa bác, xin bác giải thích rõ ràng cách gọi 6 pháp môn tu của Đức Phật: Tiểu thừa, Trung thừa, Đại thừa, Tịnh độ tông, Mật tông và Thiền tông ạ. Bây giờ tất cả những cái gì là con phải để là cái tông hết. Nguyên thủy tông hoặc là tiểu thừa tông, Trung thừa tông, Đại thừa tông, niệm Phật tông, niệm chú tông hoặc là Tịnh độ tông, Mật chú tông đấy. Thiền tông. Nếu mà gửi đúng luôn thì bắt buộc có chữ tông là cái dòng của nó đó. Chữ tông là cái dòng. Tiểu thừa tông là cái tông của tiểu thừa, thấy không? Trung thừa, đại thừa, niệm Phật, niệm chú, cái nào nó phải có cái tông riêng. Chữ tông này nó muốn xác nhận được cái tông này thì phải kèm theo quyển giáo lý mới gọi là cái tông được. Còn nếu không có quyển giáo lý thì cái tông không thể hình thành được, ha? Phải hiểu cho rõ như vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ còn cái ý nữa là xin bác giải thích cho cái chữ thừa của trong ba pháp môn đầu và cái chữ tông của ba pháp môn cuối ạ. Chữ thừa là pháp môn. Chữ thừa nó thế là chữ pháp môn. Chữ thừa là nói cái bởi vì người ta truyền thừa là gì? Truyền cái pháp môn. Thấy không? Chữ thừa là chữ pháp môn. Thì vì thế mà người ta không biết là người truyền thừa. Hỏi truyền thừa cái gì? Truyền thừa tiểu thừa tông. Vâng là truyền thừa Thiền Tông. Cái con phải hiểu hết cái này, chữ thừa là chữ cái pháp môn thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ với còn chữ tông ạ. Thì cái tông là cái dòng. Tiểu cái tông là chữ dòng, còn chữ thừa là cái pháp môn, thấy không? Bởi vậy đó là đại thừa tông, rồi tiểu thừa tông, trung thừa tông, đại thừa tông, nó chữ thừa. Chữ thừa là pháp môn, còn chữ tông là cái dòng của nó. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ con xin hỏi câu tiếp theo ạ. Dạ thưa bác, giáo lý của năm pháp môn vật lý của Đức Phật đã xuất hiện đầy đủ trên thế gian chưa, và có cách nào để lấy ra để giới thiệu giúp cho chính phủ, cho giáo hội,
giúp cho Phật tử biết để có cơ sở quản lý tu tập cho đúng không ạ? Cái thời buổi này lấy mấy pháp môn dễ nhận cồm, người ta không lấy. Bây giờ nói cho con nghe, ngày xưa ông Phật đâu có đâu có bằng tiến sĩ đâu, phải không? Mà ông viết là được. Ông Phật hồi đó cao đâu, đại học thôi. Bây giờ tiến sĩ hằng hà thì tại sao không viết được? Dễ ợt như cơm. Còn muốn bác viết á, hợp đồng với bác đi, bác viết cho. Thấy không? Một quyển á thì, một quyển là tính bằng đô Mỹ á, chừng khoảng 10 triệu thôi, tính rẻ thôi. Hợp đồng bác viết cho, 10 triệu. Mà tính tiền Mỹ à, chứ không có tính tiền Việt Nam. Bỏ đi hợp đồng rồi, tôi viết cho 3 tháng tôi sẽ cung cấp cho một quyển. Rồi, hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi câu tiếp theo ạ. Dạ thưa bác, trong 4 câu cốt tủy của Thiền Tông: bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ chân tánh, kiến tánh thành Phật, bác đã dạy người nào tu Thiền Tông phải thực hiện thành công 3 điều kiện thì mới trở về được Phật giới, đó là quyết tâm mãnh liệt muốn về Phật giới, phải tạo được nhiều công đức trong sáng, phải hiểu và thuộc lòng công thức đường về Phật giới. Vậy con xin hỏi bác, ngoài 3 điều kiện trên thì người tu Thiền Tông có cần phải tu tập để đạt được kiến tánh thành Phật không ạ? Kiến tánh thành Phật ở đây không ai kiến tánh đâu. Kiến tánh thành Phật là nói cái danh từ cho biết thì thôi. Là cái danh từ này là để phó chúc một vị Phật, phó chúc cho một người Phật, người đầu tiên để dẫn cái ngạch nguồn thiền thông này. Cái câu từ này chỉ sử dụng cho có một người thôi. Còn mình bây giờ thôi, chịu khó làm đủ công thức về, chứ không có cần kiến tánh gì trời đó. Kiến tánh gì? Hồi xưa thí dụ mình nhắm con mắt, mình thấy không thấy cái đường đi. Đó, giờ bây giờ thiền tông nó ra là nó chỉ con đường đi rồi, mà cần gì mở mắt nữa. Rồi tôi đi, tôi mò theo ông á. Không? Tôi mò theo ông á. Tôi có cây gậy rồi tôi mò theo ông rồi. Chắc chắn không cần. Kiến tánh là chữ kiến tánh này thì duy nhất chỉ để cho cái mấy ông tổ thôi. Mà cái ông tổ thứ nhất thì phải hoàn toàn phải nhận được cái này. Dưới sự chứng kiến của ông Phật thì ông mới được là trưởng cái lộ thứ nhất. Thì tổ thứ nhất nó theo cái công thức này mà nó truyền cho tới tổ 36 đời tổ sau. Duy nhất còn của mình ở đây thì giờ học công thức về, biết tạo công đức, học công thức về nhiều vậy thôi, đừng có tham vọng nhiều. Tham vọng nhiều mình không muốn tham vọng nhiều, phải ở lại đợi Phật sau để mà lãnh đạo cho cái dòng thiền sau. Thôi giờ lo chạy về đi, trở lại sau rồi mai mốt ham mê cái đi luân hồi nữa chết rồi hỏi biết được để trở lại nữa là. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ con xin hỏi câu tiếp theo ạ. Dạ thưa bác, sự xuất hiện của Thiền Tông Việt Nam gắn liền lịch sử tên rồng của Việt Nam, như là nước rồng gắn liền với Việt Nam, đất rồng thì gắn liền với Long An, còn Long Nữ thì gắn liền với Hùng Thúy Loan, Thiền Sư Ni Đức Thảo. Con hỏi bác, đây là cơ duyên của đất Việt hay là do sự sắp đặt của chư Phật? Bây giờ con đã nhớ một cái điều ấy. Khi mà trái đất này nó hủy diệt rồi thì các nước rất biết mất hết. Thấy không? Rồi sau đó lần lần á, thì nó cũng thành lập y mấy nước y vậy hả? Giống như cái bong bóng 100 bóng này, nó xẹp hết, không biết cái bong bóng nào của nó. Nhưng mà khi nó thổi ra thì bong bóng nào nó trở về bong bóng đấy. Có nghĩa là khi mà bất cứ trên thế giới này nước nào nó xẹp đi rồi nó mất, nhưng mà sao đồ nó cũng trở lại cái nước đó. Thấy không? Cái gốc rễ nó cũng vậy thôi. Dòng Thiền Tông nó cũng đi theo công thức này. Có nghĩa là đời nào cũng vậy, cái trái đất này còn 1 triệu ông Phật ra đời phải công bố tại đất rồng, công bố tại nước vô cấu, chứ không có đi đường nước khác nữa. Tổ chức của nó là Đông Tây Nam Bắc, nó y vậy thôi, nó không có khác. Thấy không? Chừng nào đổi trái đất khác sẽ tin. Bây giờ trái đất này 1 triệu lần nó cũng đến nước rồng đó, nó phổ biến ra có vậy thôi. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi bác cái ý thêm của cái câu này là Đức Phật có nhờ các vị thần đặt tên nước là như vậy không ạ? Cái này là không phải vị thần đặt. Nhưng mà cái này là thí dụ chẳng như ngày xưa của mình là ông Kinh Dương Dương, phải không? Đặt nước xích quỷ.
sau là Lạc Long Quân đặt nước là nước Văn La. Thì nhưng mà không biết ông suy nghĩ sao, nhưng mà tới phiên đó thế ông thì ông đặt, ông nói vậy thôi. Nhưng mà dường như nó có cái lập trình riêng. Ông tự ông tới đó ông tưởng sao nước Văn La. Rồi bắt đầu từ bao nhiêu triều đại nó cứ nói thế, sau cùng nước Việt Nam. Rồi nó sau cùng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nó là cái chương trình của nó vậy, nó đi vậy, cái lịch sử của nó đi như vậy. Thì bây giờ giống như cái cốt truyện phim nó là như vậy rồi, nhưng mà mãi mốt cái phim này mất, mấy mốt dựng lại nó cũng vậy thôi, nó cũng đi theo cái lộ trình này đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin hỏi tiếp ạ. Thưa bác, Đức Phật viết giáo lý đạo Phật khoa học thiền tông Việt Nam bằng chữ điện tử và duy nhất chỉ có hai dạng người này thì mới có thể đọc được, đó là người nào tiến kiến tánh bằng tánh Phật thanh tịnh của mình thì mới đọc được. Con xin bác giải thích rõ điều kiện này và cho ví dụ để chúng con hiểu ạ. Chữ kiến tánh là thấy bằng cái tánh Phật á thì mới đọc được. Vì ông Phật viết để ông đọc mà, chứ đâu phải đi viết cho phàm phu đọc đâu. Thì người sao nếu mà trường hợp mà kiến tánh thì đọc được. Đó, chứ nào chứ bây giờ ai kiến tánh đọc cái được cái này. Nhưng mà không ai kiến tánh hết. Ông viết ông biết thôi. Rồi sao? Ai kiến tánh đọc được cái này? Còn không kiến tánh được thôi, đợi người ta dịch ra rồi mình đọc cho nó khỏe, khỏi kiến tánh gì cho nó mệt. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ còn một cái ý là cái người thứ hai là người mà có hạt minh châu và biết cách sử dụng kỹ thuật hút dương thì chữ điện tử mới hiện ra. Xin bác giải thích cái điều kiện này và cho ví dụ ạ. Cái này dễ ở cái bây giờ nó có cái kiến á, có kiến mà nó có cái cục đá kiến rúp nè, cái chữ nó còn không thấy đâu phải không, mà còn để này còn kéo là nó thấy, có hiểu có thấy cái đó không, thấy cái kiến á, cái cục tròn tròn á, đó là cái hạt minh châu á, con để về cái chữ không thấy ha, mà để nó hiện ra, kéo rồi bắt đầu con viết đi, viết xong rồi kéo qua, nó gọi là hạt minh châu. Sự thật chữ nó có, nó quá nhỏ mà hiện giờ đó khoa học nó đã nói là con đánh cái chữ vi tính ấy, con đánh cái quyển số 1, cái chữ số 1 á. Bây giờ đa số người ta đang xài số 10, từ 14, 15, 16, 17, 18 phải không? Bây giờ con đánh số 1 con thấy không? Cho kéo quá tao đâu có thấy gì đâu. Nhưng mà nó có chữ mà không thấy được. Nhưng mà có cái hạt đó đó, con nắm con kéo gì, nó hiện ra hết. Thấy không? Đó là hạt Minh Châu. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin cảm ơn bác ạ. Dạ, con hỏi tiếp theo ạ. Thưa bác, có nhiều thiền gia, Phật tử thiền tông, lúc đầu gặp được thiền tông họ rất say mê tin tưởng và nhiệt tình, nhưng một thời gian sau họ không còn tin tưởng nữa nên chê bai người phổ biến pháp môn thiền tông, họ chạy theo các pháp môn khác, nhưng sau đó lại ngộ ra và quay trở lại khen ngợi thiền tông và cố gắng tuyên truyền lan tỏa thiền tông cho các người khác, vậy họ có thể giải thoát được không thưa bác? Hoàn toàn không. Con nên nhớ rằng trong cuộc đời của con, tại sao mà tòa án nó tư pháp nó có cái lý lịch, con mà đi ở con trong cuộc đời con mà con bị ở tù một cái đó, còn có ra ứng cử chính quyền được không? Con trong lý lịch mẹ ở tù rồi, thôi cũng được, mất rồi. Tất cả đi tu thiền tông mà đã bị cái phốt này rồi thì hoàn toàn không, thì để cho ông thần quản lý mày á, chừng mai mốt nữa chừng nào mà chết rồi mình đi đâu á, ông thần cũng lo. Có nghĩa là tu thiền tông bị phốt rồi thì đừng có mong, giống như là một công dân mà bị tòa án kết án rồi, đừng có mong mà kêu bằng ứng cử lãnh đạo, không có cái chuyện đó đâu. Có phốt rồi không có xài được cái này, thấy không? Thiền tông nó cũng giống như cái này nè, đã có cái phốt rồi đừng có mong. Đó, phải qua cái đời khác đi, qua cái đời khác. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, giờ con xin hỏi tiếp theo ạ. Thưa bác, ban bệ trời tứ thiên vương dùng các loại hành tinh vật tư trong vũ trụ cho chui vào lỗ đen vũ trụ theo thứ lớp để trở thành trái đất. Trong các loại hành tinh vật tư đó, có hành tinh điện tử âm dương và hành tinh đất nhân quả. Con xin bác giải thích rõ về hai hành tinh này ạ. Trong không gian này nè,
cái hành tinh điện từ âm dương thì cái đó nó cũng màu tròn, nó cũng đang cuốn hút điện từ âm dương thôi. Mà nó giống như trái đất mình, nó quay cuốn hút được là nó nhờ tứ đại nó mới hút. Tứ đại rồi trong nó là đất nước gió lửa nó mới hút. Còn nếu mà nó không có đất nước gió lửa thì nó hút riêng mình đó thôi. Cũng như bây giờ ví dụ cái bão đi, nó đang bão ở ngoài biển phải không? Nó đâu có gì, nó chỉ chạm nước, nó hút nước thôi, nó hút gió thôi, nó vô đất liền, nó cây cỏ qua lá thì nó kéo hết. Nó là vậy. Thành ra cái điện từ âm dương nó đưa vô trong cái lỗ đen vũ trụ, là cái nơi mà của người ta làm cái máy, gọi là cái máy cuốn hút vật lý đó. Cái máy vũ trụ, lỗ đen vũ trụ là cuốn máy hút vật lý, đưa cái điện vô, từ vô nó cũng hút theo đó, rồi mới đưa cái hành tinh lửa vô, nó hút theo cái đó, rồi nó lượt từng tự nó đưa tứ đại vô nữa thì nó hút nó thành một cái quả địa cầu đó. Có đất nhân quả, vì cái nhân quả này trong nó chưa có, nó đi ra ngoài nó phải theo quy lực kêu bằng nhân quả. Cái đất nhân quả này là cái đất này trồng cái gì lên cái đấy, mình sống ở đây, mình sống đây ăn cái này thì mới lớn được. Chứ nếu mà không có cái đất nhân quả, mình sống ở đây mình không có đất nhân quả, mình không sống được. Không có đất nhân quả là có gì đâu con ăn. Con ăn trái nó lên, ăn thịt con này thì nó lên, gọi là đất nhân quả, nó đi theo cái chu kỳ của nó. Đất nhân quả là cái đất này nó sản sinh rồi nó kết quả, gọi là nhân quả. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ. Con xin hỏi thêm là các vị thần thì bay cao và kiểm soát được trong vùng cách trái đất 10 km. Nhưng mà làm sao thần có thể ném các chúng ấm thân đi rất xa lên các cõi trời vô sắc, cõi trời hữu sắc và cõi trời dục giới được? Có lực lượng nào để trợ giúp cho các vị thần thực hiện nhiệm vụ này không ạ? Con thấy con người có một thước máy thôi. Tại sao ta phóng phi thuyền lên tới hành tinh khác? Sao nó phóng được? Thì cái cách người ta muốn điều khiển thì nắm ở trung ấm thân tầm quan. Nhưng mà xin lỗi, bây giờ con suy nghĩ nè, con lấy cục đá đó mà con quăng nó không được về xa thôi, nhưng mà bây giờ mấy đứa nhỏ đó nó làm con diều giấy á, nó quăng một cái đi bao xa, nó lượn theo nó đi. Còn cái này nó bằng điện từ, nó nắm bằng điện từ, nó quay theo cái chiều vật lý, chiều dương hợp lý, nó mới đẩy tới cái chỗ đó. Kêu bằng nói là nó nhẹ thôi, chứ sự thật cái là nó thuộc về nó sử dụng cái công thức hút dương của thuyết hút dương của vật lý, nó đẩy đi. Bởi vậy cũng như là tam giới này cuốn hút âm dương á, nó đi vô thì nó có đường điện từ dương thôi, đi từ đó kéo xuống này, rồi điện từ âm nó phi theo cái đó. Người ta kêu bằng thần á, thì nó có học cái công thức này. Giống như con làm kỹ sư, con có học cái công thức con mới xây cái nhà được. Thấy không? Cái này mình con không so sánh được. Ta chuyên nghiệp rồi mấy ông thần, mà thực thi nhân quả là ông thần chuyên nghiệp. Đâu có gì bao nhiêu cây số nhầm gì, đâu phải nó quăng bằng vật chất, rồi nó quăng bằng điện từ mà. Bây giờ con suy nghĩ nè, ở đây mình đánh một cái tống một cái bon mà có bên châu Âu, bên châu Mỹ nó nghe được hay sao? Nó đi theo cái làn sóng âm của điện. Cái thế giới vật lý này nó không có điện á, thí dụ đi bằng cái bình thường á, ví dụ đây còn gõ cái trống á, thì một giây thì cách khoảng 10 cây số nó nghe. Còn nếu mà đây còn gõ trống mà nó có lực đẩy của điện từ, nó có cái máy gọi là cái máy phát á, nó trong vòng 1% giây nó đi tới 1 triệu cây số lận, chứ không phải nhỏ đâu. Đó, con phải hiểu cái công thức này. Khoa học vật lý phát triển rồi con mới hiểu được, còn nếu khoa học vật lý chưa phát triển con không hiểu được cái này đâu. Vì thế mà giữa con nói chuyện có điện thoại, bây giờ thí dụ con có người quen ở bên Pháp, hai người nói chuyện nhau bằng điện thoại hình, kia kia mở miệng thì nói, con nghe liền hai người dường như kế bên, chứ sự thật mà nó xa hàng mấy chục ngàn cái số chứ rưỡi đâu, thấy không? Mà nó đi giống như hai người ngồi kế bên. Còn đối với ông thần thực thi nhân quả dễ ở cái nghề của người ta mà. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ. Thưa bác, con xin hỏi câu tiếp theo. Khi các chúng ấm thân trở tánh Phật và hưởng hết nghiệp phước đức dương từ các cõi trời trở về trái đất,
gặp lại trưởng dòng tộc để xin trở lại đầu thai làm người. Vậy nghiệp phước đức âm và ác đức mà trước đây tánh Phật đã tạo ra sẽ nhập vào trung ấm thân này bằng cách nào và nhập vào thời điểm nào? Con đi đâu nó màng đó chứ làm sao ấy. Ví dụ cái nghiệp âm mà con đi hưởng phước dương, con đi theo con, nó có cái kho riêng ở trong đó. Thấy không? Bây giờ thời buổi văn minh rồi nè. Bây giờ thí dụ con có ác đức kìa, con lên trời cũng được. Nó cuốn, nó để trong cái kho đó. Nên đến hết rồi xong rồi xuống đây. Xuống đây mà con không tạo phước nữa, con xuống, con lãnh cái quả ác đức ra này, con đi xuống. Vi luật luân hồi mà. Có nghĩa là cái gì nhiều nhất thì là xài trước đi, xài hết rồi tới cái kia. Tiền giấy xài hết rồi tới thì xài bạc cắt. Nó nặng, nó rớt xuống. Thấy không? Mình phải hiểu cái thế giới này. Có nghĩa là nghiệp từ khi con vô, tánh Phật mượn vô đây xài cái gì nó ở trong đó luôn, nó không chạy đâu á. Cái nào xài hết rồi thì hết cái đó, rồi nó tiếp xài qua cái khác. Chứ đâu phải. Bởi vì tại sao trong kinh nó là khi lên chót vót tận trời cao là đi hưởng phước á. Khi chui hết rồi chui xuống lần đất đỏ là xuống chỉ quả ngục á. Đâu phải giỏi đâu, lên trên ở đã rồi mai mốt thì xuống quả ngục. Trong cuộc đời có mà. Chứ đâu phải mà lên đó lên hoài. Ai thế gian này có ai nói ai giàu ba họ, ai khó ba đời đâu. Chưa chắc đời này ông giàu chứ đời sau còn ông phá sản đó. Trên thế gian thiếu gì cái chuyện đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ. Thưa bác, bác đã giải thích tam giáo đồng nguyên là xuất phát từ việc vị thánh lập ra cả ba đạo, đạo thần, đạo tiên, đạo trời. Vậy tại sao các vị thần, cõi tiên, cõi trời này lập ra đạo, không lập ra đạo của mình cho người tu theo mà lại là do các vị thánh tạo ra, thưa bác? Trên đất này là gọi là thánh chúa thế giới, là ông lập chủ. Mấy ông kia là gì? Ông thần, ông có là cái nhiệm vụ gì? Cái nhiệm vụ là ông cho người ta mượn, ông thực thi nhân quả thôi. Chứ ông làm sao ông lập đạo được? Đạo là của tôi. Tôi lập cho ông luôn đó. Bây giờ con suy nghĩ mấy ông thợ xây nhà. Thấy không? Xây nhà cho mấy cái bà bán giải, bà ở. Chứ bà bán giải xây nhà được không? Nhiệm vụ của đó, nghề nào lo nghề nấy. Cái nghề ông này là chuyên môn lập đạo, còn nghề ông kia là thực thi nhân quả, còn cái ông tiên là cái nghề trang điểm cho thế giới vô hình. Tiên là trang điểm cho thế giới vô hình, mình phải hiểu cái này. Nghề nào thì anh chuyên là nghề nào thì làm nghề đó, chứ đâu phải đấy. Bây giờ ông thánh thực thi nhân quả được hoàn toàn không được, thấy không? Ông thánh không được nhân quả. Ông tiên lập đạo được không? Hoàn toàn không. Ông là chuyên môn thì trang trí mà làm sao ông lập cái này. Lập đạo phải có hiển linh mới lập được. Còn cái từ thần anh phải có sức mạnh anh thực thi nhân quả anh mới quăng một cái lên tới cõi trời. Còn ông tiên yếu xìu làm sao ấy? Mỗi người có cái nhiệm vụ riêng, mỗi người ta có cái kỹ thuật riêng, học nghề nào theo người đấy trong ba nghề do một người làm thôi. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi tiếp ạ. Dạ, thưa bác, vì sao nước Việt Nam được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chọn làm nơi công bố huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng thiền tông, và đâu là điều kiện để Đức Phật chọn nước Việt Nam ạ? Phật chọn nước Việt Nam là trong kinh ông nói là nước Việt Nam là nước gì, phải không? Nước vô cấu. Vô cấu thì không cấu xé nhau. Mà đợi không cấu xé nhau mới công bố ra được nha. Đảng Cộng sản lên á, thay vì vua chúa đó, thì một ông vua lãnh đạo dòng họ, không gọi là gia đình trị quốc gia. Còn tư bản á, nó chia làm phe A, phe B để mà cai trị quốc gia. Đảng Cộng sản nó là gì? Nó chia, nó lấy là sĩ nông công thương binh cai trị quốc gia, bộ chính trị 200 người lãnh đạo quốc gia, trong đó có 180 người chính thức và 20 người dự khuyết. Vô đây lãnh đạo quốc gia, anh làm tầm bậy đi ra. Vì nó chọn cái nước, ông Thích Ca chọn nước vô cấu là không cấu xé với nhau, không tranh giành quyền lực. Nên nhớ nè, hết nhiệm kỳ xuống, chứ không phải ông có được. Ông nói tôi xin một nhiệm kỳ nữa mới được. Chừng nào có nhu cầu thì ta mới kéo lại.
không có năng lực, nhu cầu, kéo lại không có, thôi. Đó, vì thế mà ông Thích Ca, ông nói là cái nước này là nước vô cấu, nó không có xét, thì nó mới công bố cái thăm môn thứ sáu được. Còn nếu mà nó cấu xét không chịu à, đâu mà nó giành giật cái, nó đập với cái thằng mà công bố cái thứ sáu là chết rồi. Thấy không? Nhờ lý do vậy, vì thế mà Cộng sản cai trị toàn quốc Việt Nam trên 40 năm mới được công bố ra an, cái mà an toàn rồi. Mà cái bước khi công bố này ra phải luật pháp cho tự do tín ngưỡng mới được công bố ra. Còn nếu không tự do tín ngưỡng, con công bố ra dẹp con liền. Hiểu không? Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi tiếp theo ạ. Dạ thưa bác, có hai trường hợp. Thứ nhất là bà cụ ở Hà Nam, 93 tuổi, đã chết rồi, sống lại, kể lại cảnh cận tử nghiệp của mình cho mọi người biết để tin tưởng công thức đường về Phật giới là có chân thật. Và trường hợp thứ hai là trường hợp ông Phan Trọng Hòa, khi chết đã hiện cảnh thánh thử và dụ đi theo, nhưng ông biết công thức đường về Phật giới nên không theo thánh dụ đi. Vậy con xin hỏi bác, cái trường hợp này là trường hợp ngẫu nhiên hay là sự sắp đặt ạ? Cái này là nó đúng ra đây, tất cả gì làm ra cái gì nó phải có cái người thí nghiệm, có người ta báo cho biết trước. Có nào cẩu nhiên hay thấp đặt gì không biết, nhưng mà đi ra thì hoàn toàn phải có cái người chứng minh rằng nó có. Ngẫu nhiên hay thấp đặt này không biết, nhưng mà đều phải xác nhận là có người có cái chuyện này ta mới nói, thấy không? Để chi? Để xác định rằng cái thiền tông này bằng sự thật chứ không phải là giả dối. Vì sao mà có cái câu chuyện này? Vì khi một người tu thiền tông, mới bắt đầu vô tu thiền tông, nó có nhiều cái hiện tượng này nè. Con nên nhớ rằng con mà có nhiều người vừa tu thiền tông á, đọc sách nó xạo, không phải nè. Cái câu này nó phát ra rất nhiều. Vì thế mà có những người kia làm vậy để biết rằng ai nói chữ xạo này là mấy ông thánh, ông chịu. Ông nói nếu mà tu thiền tông được á, thì nó đi hết, nó bỏ mình. Thì nó, ông mấy ông này phải phát hiện, ông phải nói lên thì thôi. Thấy không? Mà chỉ nói xạo này chỉ có người đó nghe thôi, chứ người ngoài không nghe. Là vì nó nói còn cái trung ấm thân của mình nghe. Ông kia là bằng điện, thì trung ấm thân mình bằng điện, hai cái này nó mới giao cảm, nó mới nghe được thôi. Chứ còn không phải nó rơi cái tiếng như mình. Thành ra cái người họ nghe nói về họ lọc cho mình nghe lại thôi, chứ sự thật mình không nghe. Thấy không? Vì để hai cái trường hợp để xác định rằng thiền, dòng thiền tông nó có, chứ không phải là bịa đặt. Cái nó không có hai cái này thì cũng khó cho thanh minh. Bởi vì chú có nhiệm vụ là có giáo lý chú phổ biến ra thôi, chứ chú cũng không thanh minh được. Ủa, tính tinh thâu cho tôi và tôi biết sao? Tôi chỉ có cái bổn phận thiền sư Niết Thảo giao cho tôi cái quyển này, tôi chiết ra rồi tôi viết sách ra thôi. Tôi chiết từ căn bản này ra, tôi viết sách ra thôi. Rồi sau cùng viết hết rồi tôi sẽ cho công bố, có ra vậy thôi. Mà nếu mà không có người kia chứng minh thì người ta nói là cái pháp môn này không có đúng. Thế là bắt buộc phải có người báo cho biết là không phải cái người phổ biến báo mà cái người khác báo thì người ta mới tin hơn. Giờ con hỏi tiếp đi. Dạ con xin hỏi tiếp theo ạ. Dạ thưa bác, giáo lý đạo Phật khoa học thiền tông đặc biệt đã từng được công bố lần nào trên trái đất chưa? Và nếu được công bố rồi thì bối cảnh như thế nào ạ? Trái đất này là con biết một trái đất bao nhiêu ông Phật ra đời không? Biết không? Nói là nó lớn à? 1 triệu ạ, bác mới nói. Thì bây giờ ông Thích Ca này là bao nhiêu người? 7.500 người rồi. Ông là người thứ 7.500, có nghĩa là công bố đã 7.000+ lần rồi đó. Chứ đâu phải đây. Đó, nguyên tắc nó nói vậy. Thì ông nào thì cũng tới cái trái đất này, lông nào cũng tới nước rồng, còn trái đất sau thì tính. Trái đất sau sẽ tính lại là nước gì không biết. Nhưng mà đời này, trái đất Nam Diêm Phù Đề, cái thế hệ này thì phải là công bố tại nước vô cấu. Có vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Con xin hỏi tiếp ạ. Thưa bác, nhiều người thầy khi quyết định xuất gia đi tu, mong muốn được giác ngộ giải thoát, nhưng do thiền tông chưa xuất hiện nên các thầy đi bị lạc, tu theo cái tưởng, cái mê, cái tham của mình. Bây giờ thiền tông xuất hiện, có một số thầy tỉnh ngộ. Nếu các thầy muốn được tu giải thoát thì các thầy này phải làm sao?
có phải là để lại tóc để tu theo công thức Thiền Tông Như Lai đã dạy rồi không ạ? Cái tu Thiền Tông này không phải là để tóc mới giải thoát được. Có là anh làm gì cũng được, nhưng mà làm cho đúng, tạo công đức. Anh tu cũng được mà anh tạo công đức. Rồi anh học cái công thức, anh biết đường về Phật giới là xong, có vậy thôi. Còn cái chuyện mà để tóc hay này kia, không nên quay lại. Cứ tu đi, tu chính cái người tu mà Thiền Tông á, mà tu mà cạo đầu á, đổ còn nhiều hơn cái ông để tóc nữa. Là sao người ta tin tưởng mấy ông này? Bây giờ ông đó là, ví dụ ông tu mà giờ ông có 100 Phật tử đi, ông tu Thiền Tông 100 đi theo là sao? Xin lỗi, bao nhiêu đó ông đủ về Phật giới rồi đó. Chỉ cần 10 người trong 100 này thôi cũng về Phật giới được. Chúng mới làm chi phải bỏ cái đệ tử mình. Mình giải cho nó hiểu được thì mình về nó dễ thương. Chính cái người mà để tóc tu Thiền Tông dễ đạt đạo hơn cái người có tóc. Nói cho con biết. Nhưng mà sở dĩ cái người để tóc không chịu công bố được là sao? Là vì nếu công bố cái này thì cái người tu không chịu nổi. Vì thế mà để cho người có tóc công bố, sau cùng cái người có tóc không có tóc tu nó dễ hơn. Rồi con hỏi tiếp đi. Con xin hỏi tiếp ạ. Có trường hợp nào để mà tánh Phật bị vĩnh viễn không trở về Phật giới được không ạ? Có, dễ ợt. Chui xuống hầm lửa lớn một cái đó, kể là hết vĩnh viễn luôn đó. Một cái một thôi. Nên nhớ là chui xuống hầm lửa lớn một cái thôi, 100 trái đất cũng chưa chắc đã về được. Có thể là vĩnh viễn luôn đó. Chứ không phải đơn giản đâu. Bởi vì thế mà bây giờ cái Thiền Tông nó chuẩn bị, nó thông báo, nó khuyên người ta đừng có tu Thiền Tông này. Muốn tu phải đàng hoàng, không đàng hoàng đừng tu. Chứ còn xuống hầm lửa lớn một cái thôi, đừng có mong về. Nên nhớ một cái câu đó. Rồi đây sẽ thấy. Có nghĩa là cái Thiền Tông này tu rất nguy hiểm, đi đặc biệt nguy hiểm, chứ không phải nguy hiểm thường đâu. Đừng có tu, nếu tu được thì tu, không được thì thôi. Vô đây mà phá một cái xuống hầm lửa lớn. Ông Phật nói là chửi ổng xuống 10 hầm lửa. Cái địa ngục có 18 năm, 18.000 năm thôi. Còn lên, còn bò lên 18.000 cái nấc thang lên. Còn này ông xuống không có thang nào trời. Chừng nào bể mới chạy ra nữa. Chạy ra mà nếu mà xuống hầm lửa lớn rồi phải đi qua trái đất khác. Vừa xong rồi thần thực thi nhân quả nói, ô mày ở hầm lửa lớn lên rồi ném mà trả lời tiếp. Lên chộp mò mà gặp ông thần thực thi nhân quả, ông thấy cái mặt này, ông mẹ này cái mặt đỏ tươi nè, cái mặt này ở hầm lửa lớn này. Để tiếp một cái nữa là 10 tỷ năm. Cái mẫu linh gặp thấy cái mặt đỏ rồi, mày ở hầm lửa lớn lên phải không? Dạ, rồi xuống dưới nữa đi con. Làm tiếp, làm hoài, dính diễn luôn. Đó, rồi con hỏi tiếp đi. Dạ. Dạ, con xin hỏi câu tiếp theo ạ. Thưa bác, là sau khi chết, trung ấm thân được hình thành và thoát ra khỏi thân tứ đại để trở tánh Phật và khối công đức về Phật giới. Trường hợp công đức và phước đức bằng nhau thì trung ấm thân sẽ gặp vị thần thừa hành tại nhà nơi chết hay là ở chỗ nào ạ, thưa bác? Mình chết ở đâu thì ông tới đó. Khi nào cái có hồn lìa khỏi xác đó, mấy cái đạo thường thường nó hồn lìa khỏi xác đó, là cái hồn là trung ấm thân á, nó ra vừa ra thì ông thần thực thi nhân quả đứng kế bên đó. Giờ sao rồi vậy, bây giờ chuyển kiếp rồi sao, thì về Phật giới thì về, còn hỏi là đi đâu đang thua nó coi đây. Có nghĩa là mình ở đâu thì ông thần ông thực thi đứng chỗ đó, vừa chui ra khỏi xác thì người ta gọi là hồn lìa khỏi xác thì ông thần nắm lại. Rồi, chào đồng chí, giờ mọi người đi đâu, thấy không? Thì mình ở đâu, mình chết ở đâu, chết ở dưới biển không, còn xuống biển không, kiếm không mòi lên. À, thành ra hỏi đi đâu, theo thực thi nhân quả chứ đó, chứ đâu có đi đâu, chứ đi kiếm đâu. Bởi vì, ổng kiểm soát mình á, vì thế mà trong cái đạo ta nói là cái thần thức là cái ổng ở trong mình á. Vì thế ổng trong mình, ổng có xúi mình được, bây giờ mày bữa nay mày đi chỗ này đi chỗ kia, cái tưởng của mình là cho ông thần ổng xúi á, xúi theo nhân quả đó.
mình làm cái gì là do mình, cái đó là cái thần thức á. Thần thức là cái chỗ ổng á, ổng ổng trong mình chứ không có đâu hết rồi. Thấy không? Ổng trong mình cũng được, đi ra ngoài cũng được, ổng tất nhiên là ổng là con người của mình. Mình thì là tánh người thì trong tánh người, thì bên trong tánh người là tánh Phật. Nó lọt thơ là cái ông thần thức, cái ông theo mình luôn, đang thực thi nhân quả cho mình đó. Còn cái ông thánh á, là cái mình tưởng á, ông tưởng đâu là ông thánh hiện đó. Hiểu không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin hỏi bác là trường hợp mà công đức và phước đức bằng nhau, nếu Phật gia không phát ra được pháp trần thì trung ấm thân vừa bay ra ngoài trái đất tức khắc bị thập loại thánh chặn lại. Vậy nơi trung ấm thân gặp thập loại thánh này là ở đâu? Trung thân có biết rõ cái hướng bay đúng để bay ra khỏi trái đất không ạ? Khi mà cái người chết á, nó qua cái tay ông thần rồi gì, thần quản lý rồi gì, ông thần cho về thì mới lang thang, mới về, mới vừa bước ra đi cái ông thánh nói, Như Lai nè con. Nay con về cũng đức giận, Như Lai dẫn con về, con không thuộc cái này, con theo là con chết. Hiểu không? Rồi nếu mà giả rồi cái gì, biết ổng biết, đi chút gặp ông khác. Ba ông vậy mới đi ra khỏi trái đất 5 cây số, thì hậu qua tiêu Phật mới xuất hiện được. Qua tiêu Phật không dám xuất hiện trong 5 cây số, vì 5 cây số này do thánh quản lý. Chờ nào qua ngoài đi rồi mới rước về được. Thế giới này, thế giới nhân quả của người ta không vô được, thì cái hoa tiêu cũng mới thấy và mới xuất hiện. Hoa tiêu giống như đèn pin ra rọi cho con đi theo hoa tiêu về, có vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin hỏi tiếp ạ. Thưa bác, khi tánh Phật còn nằm trong trung ấm thân thì tánh Phật giao tiếp với các vị Phật, với các vị thần, vị thánh và trung ấm thân với nhau bằng cái nguyên lý và ngôn ngữ nào ạ? Thưa bác. Bây giờ con nên nhớ rằng cái thế giới vật lý này là cái ngôn ngữ nó từ theo màu da sắc áo của con. Còn đi vô thế giới là điện từ âm dương, đó là ngôn ngữ đại đồng. Có một thứ thôi. Vì thế mà cái người Mỹ chết, cái người Việt Nam vẫn nói được. Bây giờ nó qua, nó không còn phân biệt của cái âm dương của cái. Mình ở đây tại sao là tiếng nói nó khác? Cái nói khác là do cái châu lục. Bởi vì thành ra hồi xưa nó đen vàng đỏ trắng. Mà khi đã xuống đồng đi trở lại rồi thì cái ngôn ngữ của nó gọi là ngôn ngữ đại đồng. Thấy không? Nó không có phân biệt. Vì thế mà ông Phật vô đây thì ông Phật cái gì cũng biết hết. Ngôn ngữ đại đồng của thế giới nó có một ngôn ngữ thôi. Chứ không phải còn mình ở đây, tại vì chia ra từ cái màu da. Người da đen nói khác, người da trắng nói khác, người da vàng nói khác, vậy thôi. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi tiếp theo ạ. Thưa bác, tánh Phật lúc này xuyên qua trung ấm thân, vậy thì thấy nghe nói biết của tánh Phật có bị sai không ạ? Bây giờ con suy nghĩ à. Bây giờ con đứng đây con nói đó, ha. Thì nếu đừng có cái gì nó cản á, thì con nói cái tiếng nó đúng y như cái lúc mà con nói. Bây giờ nó phải xuyên qua 16 thứ lớp của cái âm thanh. Còn đi ra cái người nghe có còn đúng cái tiếng nói của con, hoàn toàn không đúng. Nó phải xuyên qua 16 thứ. Mà khi mà con mất rồi, cái 10 thứ thôi, cái tánh người nó mất ra, thì nó trở lại cái gốc, tiếng nói gốc. Đó, thành ra cái nói tiếng nào cũng được, nhưng mà nói cái tiếng gốc. Vì thế mà trong kinh ông Phật viết ví dụ vậy nè. Cái con người đã nói chữ A đi, hay là cái màu đỏ đi, thì ta đọc cái chữ A ở Mỹ nó là chữ gì? Chữ E. Nó đâu có nói chữ A. Còn cái màu đỏ đó, mình là màu đỏ, Trung Quốc nó màu hồng. Còn Tây nó màu ru rồi, còn Mỹ là red. Nó cũng là cái màu đỏ, nó phát riêng. Nhưng mà khi nó bỏ cái thân này ra thì nó trở lại, thì nó chỉ diễn tả cái màu đỏ thôi. Ai cũng nói đỏ hết, chứ không có nói ru, red, ru gì, hồng gì trời trơn. Có hiểu không? Rồi, con hãy tiếp đi. Dạ, thưa bác, người tu theo pháp môn Thiền Tông
không có đủ điều kiện để lập bàn thờ Thiền Tông hay là chánh điện Thiền Tông, nhưng họ quyết tâm tu tập và học thuộc công thức thì họ có thể trở về được Phật giới không ạ? Không cần bàn thờ, ra gốc cây, ra gốc cây cũng được, vô nhà lá cũng được. Có nghĩa là con có công đức, con đường về Phật giới là con về. Chứ bàn thờ là chuyện thế gian thôi, chứ thờ chi? Ông Phật đâu có đầy thờ. Nhưng mà đây mình thờ để cho mình nói là với người xung quanh, mình giúp người xung quanh thôi, cho nó có cái nghi lễ của người thế gian thôi. Thế về Phật giới đâu có xài cái này, thấy không? Bởi vì hồi tại sao hồi xưa ông Phật đó là dưới gốc cây liều lá đơn sơ, mà ông tu cũng ở đó có cây liều lá chứ có ở nhà lầu như mình đâu ha. Mình đừng có quan niệm đó. Có nghĩa là mình ở ao tu biết mà tôi có công đức, tôi biết đường về Phật giới là tôi về được, có vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin hỏi câu tiếp theo ạ. Thưa bác, theo cách phân chia của các nhà khoa học hiện nay thì cấu trúc khí quyển của trái đất chia ra các tầng lớp đặc trưng như sau: tầng đối lưu cách trái đất 10 km, bình lưu cách trái đất 40 km, trung gian cách trái đất 50 km, điện ly cách trái đất 300 km, khí quyển cách trái đất 420 km. Vậy con xin hỏi bác một số ý như sau. Ý thứ nhất, các tầng khí quyển này có ý nghĩa gì trong đạo Phật khoa học Thiền Tông không thưa bác? Đạo Phật khoa học Thiền Tông thì nó giải thích như thế này. Cái tầng mà đối lưu mạnh gọi là sức hút vật lý mạnh, để thì từ trái đất nó lên 8 cây số. Để chi? Để cho cái sức hút vật lý cho mạnh, để nó sinh sản, nó biến hóa. Từ con vi trùng mà nó phải biến hóa là ở trong thế gian này nè, nó biến hóa đơn bào, nó có biến hóa liên tục, nó phải nằm trong cái thứ sức đối lưu mạnh này. Vì thế mà tất cả những con vi trùng mà đem lên cái tầng ngoại đừng cái đối lưu nhẹ đó, nó không sinh ra sinh sản được. Đó người ta, các nhà khoa học nó thí nghiệm vậy đó. Rồi cái tầng mà đối lưu nhẹ thì nó từ 10-11 cái số trở lên thì cái sức hút nó yếu hơn. Để chi? Để nó dùng cho những cái gọi gọi người ta đi du hành không gian đó. Nó sắp xếp cho mấy người du hành không gian phải đi vô trong cái tầng đó, đó. Chứ không phải là ở chỗ đối mạnh du hành không gian không được, nó đi chậm lắm. Rồi ra ngoài đó thì ra ngoài tầng thứ ba nữa gọi là tầng bình lưu, là có không khí nhưng mà không khí không dao động, nó bình thường, giống như cái biển không sống á. Để chi? Để những người mà các vị thánh ở đó đó, thứ chư Phật mà vô đó ở, nó không có đói bụng, nó không có bị ma sát của vật lý, nó không có cảm thấy đói. Để chi? Ngồi đó để chi? Rước thánh Phật đi về Phật giới thì phải ngồi ở trong bình lưu mới đi về được. Nói đúng ra cái tầng bình lưu là để cho chư Phật ngữ. Rồi một cái ra một cái bài gọi là từng lạnh đó, từng âm lạnh. Nó lạnh tới 70 mấy độ. Đó. Cái không khí còn chịu không nổi đâu. Rồi nó ra một cái bài gọi là từng khí nhiệt nữa. Nó sức nóng để nó sức nóng bao nhiêu mà ánh sáng mặt trời nó vô nó bị giữ ở đó hết. Rồi ở dưới đó thì nó có cái tầng ozone để nó cản cái sức nóng là cái tia cực tím của cái mặt trời xuống. Đây là cái tổ chức của cái trái đất mà Thiền Tông đã giải thích như vậy. Còn khoa học nó giải thích nó hơi khác chút, nhưng mà nó không ngoài cái quy luật này. Còn cây số á, thì cái tầng mà cái Thiền Tông nó giải thích khác một chút. Còn cái mà cây số mà của cái khoa học nó giải thích khác một chút. Nhưng mà không biết ngày xưa đó ông Phật ông tính bằng cái gì mà ông tính, ông nói là cái chay đường cái bán kính của cái tam giới này là 5 tỷ cây số bán kính thôi, còn cái đường kính là 10 tỷ cây số. Rồi nó chia ra là 5 vòng, một vòng là 1 tỷ cây số đó. Con nên nhớ được, vì thế mà cái bầu hoàng đạo một là từ trái đất Mỹ lên nó là 1 tỷ cây số.
Nói thôi thế thì còn có hình dung nổi không? Đó là cái phân chia. Và ông Phật ông thấy vậy, ông nói ông vậy. Mình vẽ lại trong cái giáo lý, ông vẽ lại gì thôi, mình chỉ học mình hiểu thôi, chứ sự thật mình đâu có biết. Còn khoa học nó phát minh là nó phát lên, nó cũng làm sao nó đi lên trên đó được, mà nó chỉ là đo được cái tần số rung động của cái điện từ, nó đánh được cái số thôi. Đó, thì mỗi người đó nghiên cứu một khác. Nhưng mà ông thì nó cũng đôi giống nhau, nhưng mà cái nó hơi khác một chút xíu là vị trí nó hơi khác một chút. Nhưng mà nếu mà tính chung nó cũng không khác nhiều, thấy không? Chỉ tính con cái tánh con cái trí của Phật, cái tánh hiểu của Phật nó khác, còn cái tánh hiểu của người nó khác. Đó thì mình cũng không hiểu được. Nhưng mà cái thiền tông á, nó quan trọng nhất là hai cái điểm này nè. Một cái điểm là hút mạnh để sinh sản, và cái lực mà nó bình lưu để cho tánh Phật ngự, để rước tánh Phật về. Nó quan trọng nó hai cái này thôi. Đó, còn mấy cái kia thì ông nói cho nó vui thôi, chứ mình có trèo trễ đâu, ta biết. Giờ con hỏi tiếp đi. Vậy thì các ý trước, các ý sau con cũng hỏi, định hỏi, nhưng mà bác giải thích rồi. Còn cái ý này này là con xin hỏi, trung tâm vận hành luân hồi tam giới cách trái đất bao nhiêu km, thưa bác? Nó đã câu hỏi cho tầm vậy. Bây giờ cái trung tâm vận hành đó là đi chiều xuống vậy nè. Còn cái đất nó quay ở trong cái tam giới á, nó quay 365 ngày nó mới quay ngang cái trung tâm vận hành luân hồi, chứ không phải cách. Thấy không? Cứ 365 ngày nó sẽ đi tới một 365 ngày nó đi tới bầu nam, 365 ngày nó đi tới đầu bắc, đầu bắc để hút vô, đầu nam đẩy ra, cứ vậy à. Cứ năm hút vô, năm đẩy ra, năm hút vô, năm đẩy ra. À, thì đâu có vụ cách, làm sao biết cách. Nó 360 ngày nó đi ngang cái đó, để chi nó che được ánh sáng của mặt trời á, thì nó mới cho mấy cái tánh Phật vô, rồi nó che ánh sáng mặt trời để cho tánh Phật đi ra. Nó có cái nhiệm vụ vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, câu hỏi của Thiền Tông Thích Minh Ninh thì hết rồi, nhưng con có một câu hỏi riêng con xin hỏi bác. Vậy bác giải thích cho con bề chìm của Thiền Tông ạ. Cái bể chìm à? Bề chìm á. Bề nổi thì biết rồi. Bề nổi chìm. Rồi bề chìm á. Nó nằm ở trong cái giáo lý á. Mai mốt còn có giáo lý còn đọc con biết cái chìm á. Có nghĩa là nổi bác giải thích rồi, còn cái chìm bác không giải thích, không dám. Một nguyên tắc mình nói ra cái gì phải nói có sách mới có chứng. Chừng nào sách giáo lý ra thì bác mới được quyền nói cái này. Bây giờ con bác nói rồi nó là ông căn cứ vào đâu thì làm biết được đâu nói, thấy không? Nó đâu có hiểu đâu. Mà nếu mà khi nào bác nói cái bề chìm thì tôi đây là cái sách này xuất bản nè, tôi nói được. Nói có sách mấy cái chứng, không ai nói gì mình. Còn mình nói vậy đó, ông nói xạo không được. Thấy không? Rồi, cảm ơn con đã hỏi không? Dạ, con xin cảm ơn bác ạ. Con xin chúc bác sức khỏe nhiều để tiếp tục giải đáp để chúng con được hiểu rõ ạ. Rồi, con xin hết ạ. Rồi, cảm ơn con hỏi.